giờ á thì mình sẽ tìm hiểu về các loại màu hồng, màu đỏ mà hay gặp trên thị trường nha. Những cái màu này á gọi là cùng màu đỏ nhưng mà cấp độ màu khác nhau, độ bền khác nhau. Và bây giờ mình nhờ chính chủ chia sẻ luôn nha. Trước tiên mình sẽ nói đến màu đỏ Ohara đỏ. Khi mà chúng ta cắm kệ, cắm đôn thì chúng ta nên dùng nó, bởi vì nó rất là bự. Thứ nhất là nó sẽ không làm cho chúng ta hao bông, mà thứ hai là cái độ nở của nó nhanh, nó nhúng ở trong rất là đẹp. Cho mọi người xem, đây là đỏ Pháp, đây là đỏ Ohara. Nó có hai sự khác biệt. Thứ nhất là màu sắc, cái đỏ Pháp của nó nhìn nó đỏ tươi hơn, hả? Mà nhưng mà size bông của nó lại nhỏ hơn nha mọi người. Dạ. Mà nó cũng khá như là dễ thương. À. Cái Ohara thì nó to và đậm màu, đỏ đậm màu và nó nhanh nở nữa. Đây là màu đỏ Ecuador, nó nhung ở trong cái cánh nhung ra khi mà nó nở, nhưng mà ở ngoài là cánh đen. Cánh đen là bình thường thôi nha mọi người, không có gì á. Khi nó nở ra, cái cánh ở trong nó nhung, nó sẽ nở ra, nó sẽ che lấp được cái cánh đen ở trong, nên cánh đen nó không thành vấn đề, không sao cả. Nó dưới đèn không khó thấy chứ. Dạ rồi. Ohara đỏ Ecuador, đỏ Pháp.